sư Trần Quang Khải lập nên chiến công diệt quân Nguyên. Trên yên ngựa cao tay mang đại đao lướt nhanh oai hùng, xuyên qua rừng cây băng ngang dòng sông sương khói tung bay. Quân ta tràn lên xe vang trời nam tiến theo tướng quốc, truy bao ngày đêm xa nơi Nghệ An đại chiến với quân Nguyên. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải nguyện đem tấm thân trận quân Nguyên, phân chia đạo quân truy theo giặc Nguyên quyết tâm thư hùng. Bao nhiêu huyền binh dương cao cờ nam tung sóng lao nhanh, đến mấy nghìn muôn gươm đao chẳng vàng võ cô khắp chốn. Quân Nguyên tàn suy với lương thực nhanh tìm cách đến Thăng Long, đường qua đô cùng ô mã nhi rút lui thật nhanh. Tràn lên tấn công giao cương tung hoài, bên Trương Dương lừng vang tiếng tâm thái sư tướng quốc, khiến quân Nguyên tàn suy khắp nơi. Lòng kinh kia quân trời nam quát phản nghe tìm nơi thoát thân kéo theo bại binh, với tòa đô cùng ô mã nhi trốn qua sông Hồng. Núi sông Nọng tràn dâng ánh dương hát vang chiến thắng, đất Thăng Long cờ trong gió bay chờ ngày đón Trần tướng quân. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải người dân khắc đi tận trong tim, con dân Việt Nam nói theo người xưa tướng quân oai hồ, thi đua ngày đêm kinh thư rồi trao cung kiếm hăng say, hiên ngang đồng tâm yêu thương trời Nam quyết tâm đóng góp. Mong sao ngày sau quê hương Việt Nam mạnh tiến trước Nam Châu. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải nguyện cho nước Nam còn muôn thu, đêm nắng dịu say bao nhiêu bài thơ hát vang du lòng. Ân vua nào quên đi công nhiều phen không tiếc thân trai, chăm lo thân dân yêu thương đời sau núi sông giữ lấy. Quê hương nhìn sâu thanh thang gầm hương hạnh phúc sống bên nhau. Đường qua đô cùng ô mã nhi rút lui thật nhanh, phía quân Nam tràn lên tấn công giao cương tung hoài. Bên Trương Dương lừng vang tiếng tâm thái sư tướng quốc, khiến quân Nguyên tàn suy khắp nơi. Lòng kinh kia quân trời Nam thoát phản nghe tìm nơi thoát thân kéo theo bại binh, với tòa đô cùng ô mã nhi trốn qua sông Hồng. Núi sông Nọng tràn dâng ánh dương hát vang chiến thắng, đất Thăng Long cờ trong gió bay chờ ngày đón Trần tướng quân. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải người dân khắc đi tận trong tim, con dân Việt Nam nói theo người xưa tướng quân oai hồ, thi đua ngày đêm kinh thư rồi trao cung kiếm hăng say, hiên ngang đồng tâm yêu thương trời Nam quyết tâm đóng góp. Mong sao ngày sau quê hương Việt Nam mạnh tiến trước Nam Châu. Thái sư Trần Quang Khải nguyện cho nước Nam còn muôn thu, đêm nào xưa xây bao nhiêu bài thơ hát vang du lòng. Ân vua nào quên đi công nhiều phen không tiếc thân trai, chăm lo thân dân yêu thương đời sau núi sông giữ lấy. Quê hương nhìn xóm thanh thang gầm hương hạnh phúc sống bên nhau, con dân Việt Nam bao nhiêu đời sau.